Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Trong video này thì giới thiệu với các bạn hai cái phôi mai rừng Phú Yên các bạn ha. Phôi này thì làm cách nay một ngày. Phôi này thì có hoành là 19 ha. Hoành ngang cổ đế là 19. Chiều cao của nó là 41. Tổng chiều cao là 41 mini. Nhìn rất là dễ thương ha. Này anh em chơi thế này nhìn cũng hay nè. Phôi này nó trắng nằm không bạn, dựng lên ha, đứng lên phía trước này là cái rễ, mặt rễ nha. Phôi này giao lưu anh chị em mình với giá là 250 ngàn ha, bao gồm phí vận chuyển. Hoành 19, chiều cao là 41 ha. Tiếp theo là mã C2. Phôi này thì mới làm. Phôi này có hoành là 28 các bạn. Hoành ngang cổ đế là 28. Tổng chiều cao của nó là 60 ha. Tổng chiều cao là 60. Từ mặt đất lên, từ cái chân rễ lên đến cái đầu mặt cắt trên đó là nó 60 nha các bạn nha. Cây này là cây dựng nha các bạn. Hàng này hàng dựng. Phía này là phía rễ cọc ha, cái rễ cái của nó đó các bạn. Hoành nhắc lại ha, hoành là 28, chiều cao là 60. Hồi này thì cũng giao lưu anh chị em mình với giá là 250 ngàn luôn. Mai rừng ha. Mai rừng Phú Yên các bạn nha. Anh chị em nào yêu thì liên hệ ha. Mà anh chị em nào lấy hết hai phôi thì còn lại là 450 ha bạn ha. Giảm 50 ngàn. Hai phôi thì 450 bao ship. Anh chị em nào yêu thì liên hệ. Rồi chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo ha. Chúc các bạn luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Chào và hẹn gặp lại các bạn.